Vâng, em Tuấn đã test cho các bác đôi loa JBL 21 triệu 800 này cũng khá nhiều clip rồi. Nhưng mà hôm nay em sẽ test karaoke cho bác. Và đặc biệt là dòng này thì các bác có thể ghép với lại đẩy crowd hoặc QSC nhé, hoặc là âm ly. Tùy, em đang đánh với con đẩy crowd 800 này, crowd mức giá 8 triệu 9. Em lấy con âm ly này làm đường vang xuống để cho mic vào đây. Sau đây em sẽ test cho các bác đôi JBL này. Bắt đầu cần clip khui hàng và kích thước thì đã có hết rồi. Con này thì khá là to, 21 triệu 800. Các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Với đôi này thì báo cáo các bác là chấm hết, chẳng biết chê vào đâu. Không biết chê vào đâu cả. Đấy. Sau đây em mời các bác vào bảng test. Em test karaoke cho bác. Dòng này các bác đáp ứng cho các bác vừa hát vừa nghe nhạc, ok luôn. Rồi, mời các bác vào karaoke. Em test luôn đôi mic. Đây là bộ mic bay ở vỉ tím này. Mic bay ở vỉ tím này, mic này có mức giá là 3 triệu 6 một bộ này. Đây là mic cao cấp. Còn nếu mà các bác nào muốn lấy những bộ mic cũng bay ở vỉ tím đời sâu hơn con này, trước đời con này, 2 triệu 9 một bộ. Còn riêng bay ở vỉ tím này thì nó là thương hiệu rồi, chưa thấy bác nào chê cả. Sau đây mời các bác đến vào bảng test đôi loa. Em test karaoke cho bác ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm. Trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi.
bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên, bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn còn lại trong tôi, còn lại trong em chỉ là lung linh. Từng giờ bình yên, bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn còn lại trong tôi, còn lại trong em chỉ là lung linh. Tôi chưa cần bóc luôn được. Đấy các bác thấy không? 21.800.000. Đây, tiếp tục hàng lại về cho bác tiếp. Máy lọc không khí về liên tục. Về và đi. À đây, bác là có mua xe này, con này cũng đang lên đấu giá. Bán không? Để cho các bác ở đấu giá. Con này cũng làm ra nhiều tiền lắm rồi đây. Đấy. Để gọc gót gọng con này cho anh. Đâu rồi này. Đấy. À, con JBL này thì em đã test khá là nhiều nhá. Đây em đang đánh với con đẩy crown này cho bác này. Đây em mở luôn nhá, đang mở cho nó chạy này. Đánh con này, đang đẩy con đánh con crown này, crown này thôi. Còn con này chỉ lấy được mic này, lấy được mic xuống này hát cho bác. Còn con vang bay ơi vỉ tím này, con này là con bay ơi vỉ tím này bác nhìn nhá. Tay của nó là tay này đời cao. 3.600.000 bộ này. Còn cũng màu như này, đời như thế này. Đời trước con này là 2.900.000 bay bảy tím. Riêng mic này không hay cho các bác trả lại luôn, được chưa? Còn đôi loa này thì đã báo rồi bác. Kích thước chiều ngang này, 1 này, 2, 3. Chiều ngang nó lên tầm khoảng độ 65, 65. Chiều sâu e căng, cả e căng 50. Chiều sâu cả e căng là 50 này, còn chiều cao này 1, 2, 3, 4, 5. Chiều cao gần 1m1, tầm 1m1. Đấy, 1m1. Đấy, là đôi loa JBL. Đây, đôi loa JBL bác nhìn nhá. 3252N. Con này vừa hát karaoke vừa nghe nhạc cho bác luôn. Bao phê. Bao hay luôn, không hay không thể lấy tiền. Không hay cho luôn. Loa muốn hay thì ghép nó phải hay bác ạ.